Tập đoàn tài chính Citigroup của Mỹ tuần qua đã quyết định ngừng hoạt động các chi nhánh của ngân hàng Citibank tại Venezuela. Tổng thống Venezuela đã chỉ trích động thái trên chẳng khác nào một sự cấm vận tài chính mà Mỹ đã gián tiếp áp đặt lên quốc gia Nam Mỹ này. Hệ thống Citibank sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho các tài khoản ngân hàng tại Venezuela. Thông báo mới được gửi đi từ tập đoàn tài chính Citigroup của Mỹ, kèm theo yêu cầu tất cả các cá nhân và tổ chức có liên quan buộc phải thanh toán mọi khoản giao dịch trong vòng 30 ngày tới. Phản ứng trước quyết định của Citibank, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích điều này chẳng khác gì một sự cấm vận tài chính mà Mỹ áp đặt lên quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh lạm phát leo thang và căng thẳng chính trị vẫn đang dai dẳng. Tuy nhiên, ông Maduro cũng cho rằng việc có hay không có hoạt động giao dịch của ngân hàng từng tồn tại suốt 99 năm qua tại Venezuela này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của đất nước. Từ năm ngoái đến nay, nền kinh tế Venezuela đối mặt với khó khăn từ cú sốc giá dầu mỏ hồi giữa năm 2014 do dầu khí chiếm tới 95% nguồn thu ngoại tệ của nước này.